Alo, chiều nay chúng ta nghiên cứu một bài nhé. Các đợt thực tập vừa rồi nhé, các anh chị là không về đọc sách, trốn học lý thuyết ha. Mình đừng được tự do đọc sách ở nhà, không phải là được tự do đi chơi. Nên ra đâu đến giờ thực tập nhiều thứ mình không thể đọc sách. Khi thực tập không biết. Thế nên là tôi yêu cầu là các anh chị là ai mà tổng học không phải đọc sách, đi học cũng không phải cấp cua, không phải đọc sách bồ vô, đúng không? Giờ đi học thì đi chơi hả? Giờ đi chơi năm đầu nó chơi tiếp chứ không học. Không học tập không biết. Nghe được không? Bây giờ chúng ta sẽ hành động một quen thuộc hả? Nhìn ra biết gì? Sẽ lầu cho bạn, lầu hả? Nhìn nó lầu ra. Đã đem ra 6 tiếng tức là các cô gái hả? Tấm tít tạo xèo. Cái đó sao lâu đi, có 3 mục tiêu. Nguyên bộ sợi, các bỏ sợi collagen tăng sinh và bỏ sợi khí oxy hóa. Đối với nguyên bộ sợi thì mình hay gặp, đúng không? Nhiều bài gặp. Thì bây giờ mình nhìn có con nguyên bộ sợi thì mình tưởng tượng là con cá ẩm tươi, con tế bỏ sợi, các khô. Hay mình xem những cái chủ tươi, một chủ khô. Đó. Mình nhìn con cá thì nhìn hiểu không? Thứ hai là các bỏ sợi collagen tăng sinh. Thì các bỏ sợi collagen này mình nhìn nó lượng sọc, mình nhìn giàu tương tự chút, nhìn giống như là mình ăn mình xé miếng mực ha. Sợi nó lượng sọc, sợi nhỏ lượng sọc là sợi collagen. Và các bỏ sợi hyaline hóa, thì sợi hyaline hóa này là gọi là thoái hóa trong, nhìn nó trong suốt. Tất nhiên là đến một cô mình nhuộm rồi thì sẽ có màu, nhưng mà bản chất của nó là nhưng mà trong suốt rồi là khỏi hóa trong. Thế đây mình thấy là đối với sẹo lồi nhau lớp biểu mô không, cái này mình xem kỹ lại này, lớp biểu mô gai có 5 lớp hả, lớp tiếp cùng lớp sừng này, mình nhớ lại cái cột cung và cột lớn. Còn dưới đây là mô đèn sợi ha, sợi collagen, nguyên bọc sợi, cái bọc sợi tăng sinh sơ hóa như thế này. Đây, những con tế bào mà còn mập mạp đây là con nguyên bọc sợi ha. Những con mà teo đẹp là tế bọc sợi. Từ nguyên bọc sợi được biến thành tế bọc sợi ha. Một cái tiến trình teo đẹp lại ha, teo làm thấy mà nhìn rất dễ hiểu ha. Cái con gì? Tế bào sợi nha, mình nhìn những con teo đẹp này, tế bào sợi. Còn những nhắm tròn này gì? Tế bào sợi là nguyên bào sợi hay là đại thực bào? Có gì? Tất cả những này nguyên bào sợi, mình hiểu là lắc cắt không? Mình đi dọc trục, đầu là đuôi giống cái cò bánh mì hả? Thì mình sẽ có cái bánh mì hình huyền, mà cắt xéo thì hình bầu dục, mà cắt ngang thì hình tròn ha. Bầu dục tròn một lát cắt khác nhau, một đường nguyên bầu sợi. Một sợi collagen có thể lượng sọc hay không? Đó, sợi collagen không còn nhân hả? Ở trên đây một số lên của bò. Lên của bò tôi hay gọi là cái đo sinh học, nhìn màu sắc được. Thực tập vừa rồi có nhiều người không biết được lên của bò. Tổng học là tổng quá kỹ luôn. Thật ra là một số thầy sinh viên có quyền nghỉ. Nhưng đúng là có quyền không đi học thì biết, nhưng phải học chứ mình có quyền không học. Thực tập đó là mình không biết nha. Là mình nhận diện sai lầm nào thi nữa. Đây. Mình nhìn sợi collagen đây rất là nhiều ha. Các nguyên bộ sợi đây ha. Số tế bào thành tế bào sợi nó teo đẹp nhọn lại ha, nhọn lại. Còn đây là những sợi collagen đây ha, nó thoái hóa hyaline, hay còn ngoài ngược là hyaline hóa, là thoái hóa trong. Cái bọc cô mà khi mình cắt mình thấy trong suốt, mình nhìn nó giống như gân ha, thì gân cái sụn mình thấy nó
heo gắp gắp bò. Và khi nhúng lên mình sẽ bắt màu hồng sậm. Mình đưa lên một cái bốn nữa, mình quan sát nó là bắt màu hồng sậm xem. Thì như cái này nó phải đồng chắc, có thôi nó đồng đều rồi. Giống như là mình biết cái sợi đông xương vậy. Khi mình nấu ban đầu mình nấu thì cái sợi nó sao nó tan biến rồi thì là nó đồng nhất. Thì đây mình nhìn đồng nhất, dưới đây sẽ còn sợi nhá. Còn dấu quanh sợi thì chưa phải là healing, đây mà gọi là healing nhá. Mình có một số lam thì nó sẽ phóng đạt lam qua rìa. Thì lúc đó mình mở máy mới bảo mình cảnh mình xem. À, đây là phần nhận hàng. Hai của hai hàng các bạn. Cắt sách đi mình lát đặt bây giờ anh sáng không còn qua mình nhìn trên này. Đó là hậu quả mình không đọc sách. Đối với phần giáp đơ hạt á, thì mục tiêu đầu tiên là từ tăng sạc cho đòn năng giáp tạo thành những năng giáp nhỏ. Cái năng này càng ngày càng to lần ra nhá, quá trình tiến triển càng to ra mà nhiều tăng sạc, tăng lên về số lượng tế bào, số lượng cấu trúc thì nó sẽ nhiều năng nhỏ. Tế bào năng thành tổn thất, và phân biệt tổn thất hay tổn ra cảm nhũ. Nhớ dùng cái nhũ, cái nhũ này á, thì một số bài mình sẽ gặp thì nhũ này nó có cái trục liên kết á, thì mình gọi là nhũ. Thì đó, thứ hai là hiện tượng của hao bọc là những cái năng giáp này mình giãn rộng, mình chứa đầy cái giáp, nó làm cho là nó càng ngày càng tiếp, càng ngày càng nhiều ra, càng chèn ép mình thành năng mọc lại, cái bào năng bị ép dần. Thứ ba là hiện tượng xuất huyết, mình xem tình trạng xuất huyết ở trong mô đề rồi xuất huyết ở trong các năng giáp. Và do tình trạng xuất huyết này thì các đại tế bào á nó tới nó ăn các hoàn cầu, ăn xong thì hemoglobin nó tiêu hết không hết thì tạo nên là đại tế bào tự động hemoglobin. Thế là bước đầu tiên thì người ta gọi là đại tế bào ăn huyết cầu tổ. Thế là đây mình sẽ gặp trong những nơi cùng xuất huyết mình sẽ thấy. Và ra mình tìm cái lắng động thân thể cholesterol thì mình nên nhớ là cholesterol mà sẽ tan nó bở khi mình sẽ lipo nó tan lại để mình hốc. Hốc thành kim cơ thể. Và cuối cùng là mình xem lại mô đệm thâm nhập lên phổi bài trong sinh môi sảy, những hàng mô đệm nó phải quan sát đây. Những năng giáp nó giãn rộng bị xẹp lại dưới một chất keo giáp, những vùng tăng sạch của tay, một xuất huyết này à, vùng lãng động đại tế bào ăn huyết cầu cầu đây. Đây chúng ta là những năng giáp tăng sạch, bắt đầu nó tăng sạch, nó để lại những hốc nhọn, nó có những hốc nhọn dưới những cách dễ tiếp trong này. Đây là hình ảnh đặc trưng nhiều năng nhọn, những năng này càng ngày dễ tiếp càng ngày càng to lên, càng to lần ở đây. Cái này nó gọi là phóng bào tiêu tiết. Cái mô đẹp thì nó sẽ thấm nhập các lớp phóng bào thế này. Và mình tăng trung sở. Đây mình thấy là năng giáp giãn rộng. Đây là những vết. Những gốc là do là khi cắt mô ha, gấp lại. Các kêu giáp nó gấp lại thì bắt màu sẫm. Và đây là một cái năng ha. Năng này giãn rộng nhưng mà khi mà cắt lọc các kêu giáp nó chạy ra, nó sẽ chạy ra, nó ép lại, giống như cái bóng bóng bị xẹp lại. Bắt đây, thì thế nào, cái bào nó mọc dẹp lại, đây mọc dẹp lại, quan sát đây. Một năng giáp tăng sản đây. Tăng sinh mô sở nha, cô la ra nhỏ ra. Nó đèn thấm nhập nhiều lên cái bào. Bào năng giáp đây. Đây, bên đây. Cái đấy mình tưởng tượng đây là những ha tinh thể nó nằm đây, khi sinh lý thì nó tiêu đi để lại những quan trọng chứ không còn tinh thể nữa. Mình tưởng tượng như là một cái lát phong mát, mình lấy cái dao mình bắn cái lát đó thì để lại những quan trọng. Còn những vùng điện hình á, lát lên lao nó sẽ phải điện hình các đại tế bào, những cái đó sẽ nằm lại lát non nhạt đây một chút huyết. Đây là một cái viên giáp,
Hashimoto phải đọc. Nhưng nhớ giống như hai đôi giày nha. Sau tôi phi lên tạc 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 tạc. Và với viên giáp Hashimoto thì là mình tìm các năng giáp chất keo lót ở cái bò thôi. Cái bò năng giáp được chuyển giảm thành cái bò thôi. Cái bò nhân tròn, cái bò phương bắt màu lô xin hồng lắm tấm hàng nha. Thứ hai mình xem bộ đề như các năng giáp hoặc là bộ đề thâm nhập cho bò, cương bò. Đây xuất hiện thêm cương bò là cương bởi vì viên bản tính. Thứ ba mình xem là các trung tâm mỏng, trung tâm mỏng các là năng lượng phôi cung cấp tâm sinh mạng sản. Đây, trung tâm mỏng, năng lượng phôi cung cấp ở đây. Đây là năng giáp, cái đầy kêu giáp. Đây, cái đó là khô. Cái kêu giáp, hình ảnh năng giáp. Nó phân biệt như là hình thành những cái năng giáp vô tự cấp và cái bò hợp khô. Xem lại trung tâm mỏng. Đây là cái bò xung quanh, các bò xung quanh. Đây, cái bò hợp khô. Cái bò này, hình lại nát trong này. Và khi nó lót một lớp từ vào đây hai lớp cái gì chú ý ngay giờ không xem mình đã rất là dễ kiếm, nhưng mà có nhiều người là không chịu xem bên này xem bên hồi là trên tiêu bản rõ ràng ha, nhưng mà bằng hồi là ở đâu em không thấy, em bật quan sát xem sách đấu tiếu ha, nó lên không vào cái bờ lên phô rồi nằm con ra các bên này các kêu giá. Đây là cái sơ trình bày. Như là hiện nay tăng trạng của mình. Đối với tăng trạng và tục của mình đề kỳ, thứ nhất là tìm tăng trạng của bản quyền. Thứ hai là xem mình nhớ được tệ Amitasya. Tăng trạng có đề sợi cơ tân. Ở đây xuất hiện cơ tân, sợi đây rồi. Đây tăng trạng của bản quyền là để mà giảm động. Là tệp Amitasya đây. Đây là cái bò tâm sạc sợi cơ tân. Cái bắt màu sọng, hồng sọng là cơ tân. Bắt màu hồng nhạt sẽ bột sợi. Tất nhiên hiểu bây giờ mình vô mình đặt thịt đi cái cơ là bắt màu sọng. Còn những cái kỳ chỗ chất sợi rồi đó là mình thấy nó nào đến nhà. Phải làm đây nó làm xương tự. Ok, Amitasya mình vẫn dọn khác nhau. Đây. Thế, và cái tế bào là cái kinh hai lớp tế bào và tổn thương thêm một sự chi tiết tạo những con dấu ha. Và đây là cơ đơn thì là tế bào đầu nó tù hơn tế bào nguyên bào sợi thì là hai đầu nhỏ. Tế bào cơ đơn đầu tổ hơn nhân hạt cổ dục hình hạt nhân thì nó tương đối giống nhau, khác biệt nhau giữa là tế bào tương. Một tế bào tương sẽ bắt màu hồng sẫm đây, cơ đơn bốc màu hồng nhạt, đặc như màu sợi. Và các chị xem ra